Để chuẩn bị cái bữa ăn trong gia đình hàng ngày và thay đổi khẩu vị như thế nào để cho đảm bảo cái bữa ăn ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng thì cái công việc đi chợ của chị em phụ nữ của chúng mình á thì rất là quan trọng á cả nhà. Với tình hình vật giá ở ngoài chợ thì cái gì nó cũng lên giá rất là cao. Mình phải cần chi tiêu như thế nào cho hợp lý và đảm bảo cái bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bữa cơm. Thật ra thì nó rất là đơn giản và nó cũng rẻ tiền. Thì nếu mà nhà mà tầm khoảng 4 người á thì mình chỉ cần đi chợ tầm khoảng 70 ngàn, 80 ngàn thì cho một bữa ăn cũng rất là ngon và xịn soạn rồi đó cả nhà. Thì đây là những cái món ăn hôm nay mình chia sẻ đến cả nhà. Và mời cả nhà cùng mình vào bếp để làm những cái món ăn cho gia đình của mình hôm nay nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi chợ, mình làm một bữa cơm 70 ngàn. Thì 70 ngàn hôm nay mình sẽ mua được những cái gì mình sẽ chia sẻ đến cả nhà ha. Bữa cơm hôm nay thì mình làm nó cũng rất là đơn giản nhưng mà nó đầy đủ ha, rau củ đâu nè. Thì cá điêu hồng mình sẽ chiên tươi nha. Cá điêu hồng thì mình mua là 50 ngàn một ký, nhưng mà mình mua con cá này không tới một ký, chỉ có 40 ngàn thôi. Còn lại 30 ngàn thì mình mua được hai quả dưa leo với một ít rau, mấy cọng giá ha, và hai quả khổ qua nè, với lại hai cái quả trứng gà để mà mình xào với khổ qua nha. Còn chanh ớt tỏi thì ở nhà mình có sẵn ha, cái này thì lúc nào ở nhà mình có sẵn cái này để mình làm nước mắm nè cả nhà. Bây giờ khổ qua này thì mình sẽ đem đi lấy ruột ra rồi mình xắt ra mỏng mỏng để mà mình xào chung với lại trứng nè cả nhà. Thì cá thì mình chỉ là chiên tươi thôi, rồi mình làm nước mắm thì mình sẽ ăn kèm với lại rau sống dưa leo nha. Bây giờ thì mình sẽ đi xắt khổ qua, và cá này á là mình mua ở ngoài chợ người ta đã mần sẵn cho mình rồi, mình về mình chỉ cần ngâm vào trong nước muối loãng loãng rồi mình rửa cho sạch, rồi mình khứa nó ra như thế này để khi mà mình chiên á thì nó sẽ không có bị nín cái phần thịt ở bên trong và nó sẽ chín và giòn ngon. Thì khổ qua này mình xắt ra mỏng như thế này nè và mình ngâm vào trong cái nước muối loãng loãng một chút xíu rồi mình xả, mình rửa, mình vớt ra, mình để cho nó ráo là mình xào là được rồi ha cả nhà ha. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi chiên con cá này trước đi. Thì mình chuẩn bị 3 tép tỏi ha, mình đập để mình để vào dầu cho nó thơm. Bắt cái chảo cho nó nóng lên xong mình cho dầu vô. Mình cho cái lượng dầu vừa phải thôi để chiên vừa con cá được rồi. Mình để dầu vô cho nó nóng lên xong mình cho cái phần tỏi này vào. Cái tỏi thơm rồi, mình vớt cái tỏi ra rồi mình sẽ để cá vô nha. Nếu mà mình để cá vô chung luôn á, hồi cái tỏi của mình nó sẽ vàng khét không ngon. Cái tỏi này mình vớt ra, lát mình sẽ ăn cái tỏi này nó rất là thơm. Mình vớt tỏi ra xong á, mình cho cá này vào luôn. Mình chiên quá nữa vừa vừa thôi, đừng có quá thấp thì cái cá của mình cũng sẽ không có giòn ngon ha. Và đừng có quá cao, cho nó vừa vừa để nó đủ cái độ chín của cá. Trong lúc mình chiên cá chờ cho cá chín thì mình sẽ đi băm tỏi ớt để mình làm nước mắm chua ngọt mình ăn kèm với lại cá chiên và rau sống ha. Nước mắm thì mình làm vừa đủ để mình ăn một bữa ăn thôi. Mình bỏ vào đây 1 muỗng rưỡi đường cát trắng ha. Cho vào thêm 2 muỗng canh nước nóng nha. Nước nóng mình làm nước mắm thì nó sẽ rất là ngon. Rồi mình vắt vào trong đây 2 miếng chanh, tầm khoảng nửa quả chanh vậy đó cả nhà. Mình vắt hết vào trong đây và mình quậy đều lên. Mình bỏ cái phần hộp đi nha. Tiếp theo mình sẽ cho vào trong đây 2 muỗng canh nước mắm nữa. Như vậy là nó đã vừa ăn rồi. Quậy đều lên cho nó tan cái phần đường còn lại ở phía dưới đó. Lúc này thì nước mắm của mình nó đã rất là ngon. Thì mình cho hết cái phần tỏi ớt mình đã băm vậy nè. Một cái mẹo nhỏ là nên cho tỏi ớt vào sau thì cái tỏi ớt nó mới nổi lên trên mặt như thế này, nhìn rất là đẹp và ngon. Con cá bây giờ cái bè kia nó đã vàng rồi, mình lọc trở lại ha. Trong lúc mình chờ cá chín á, mình sẽ đập 3 trứng vô trong chén đi để mình xào khổ qua. Mình nêm nếm một ít gia vị vào trong cái chén trứng này nha. Một ít muối, một ít bột ngọt, một ít hạt tiêu nè. Cái hành lá này á, thì cái gốc mình để mình là đập, mình cắt mỏng mỏng ra, lát mình phi cho nó thơm. Còn lại cái phần lá mình cắt mình bỏ vào trong cái chén hột gà luôn.
Tải thì mình đập đập ra, sắc vậy cắt mình phi lên cho nó thơm. Thay vì mình xào bằng tỏi hoặc là củ hành tím cũng được, nhưng mà mình xào gốc hành nó rất thơm cả nhà. Còn cái chén khổ qua, cái chén trứng này á thì mình dạo cho nó lên vừa vừa, đừng có đánh ra quá nha, trộn cho nó đều lên là được rồi. Cá của mình bây giờ nó đã vàng chín rồi, mình tắt lửa mình gắp cho dĩa ha. Cho ra ngoài cái dĩa nha. Tiếp theo mình xào khổ qua. Khổ qua thì xào rất là nhanh. Mình bắt cái chảo lên rồi mình cho một ít dầu vào, ít thôi không cần nhiều. Dầu nóng xong mình cho cái gốc hành nè, mình để cho nó thơm. Hành bắt đầu thơm lên, mình cho hết cái phần khổ qua này vào. Mình cho vào đây một ít hạt nêm thôi nha, tại vì trong cái trứng gà mình đã có nêm gia vị sẵn rồi. Mình xào như thế này tầm khoảng 1 phút thôi, cho cái khổ qua nó nóng lên là được rồi nha cả nhà. Khổ qua mình xào nó vừa chín thôi thì nó ngon, đừng cho chín quá. Lúc này nó đã nóng lên rồi. Mình cho hết cái phần hộp gà này vào, mình trộn đều lên là được nha. Khổ qua của mình xào vừa chín tới như thế này nè, và giữ được cái màu xanh rất là ngon ha cả nhà ha. Mình thấy cái trứng nó bắt đầu chín là được rồi, mình tắt lửa nha cả nhà. Xong rồi bây giờ mình sẽ dọn cơm ra, khổ qua mình cho ra dĩa ha. Cái này mình xào vừa chín như vậy thôi thì nó ngon, còn mình để nó mềm ruột quá thì nó sẽ không ngon đâu. Bây giờ cá cũng đã chín, khổ qua mình cũng đã vừa xào xong, bóc khói luôn nè cả nhà. Dọn cơm ra, mình mời cả nhà dùng cơm với mình được rồi ha. Mình rải lên trên đây thêm một ít tiêu nữa cho nó thơm. Xong rồi nước mắm mình sẽ để ra ngoài cái dĩa gì cho nó dễ chấm ha. Nước mắm nó rất là ngon luôn á, vừa ăn lắm đó cả nhà. Cho ra ngoài cái dĩa gì nè, mình dễ để cá vô mình chấm. Mình làm như nước mắm đây là đủ cho một bữa ăn luôn á cả nhà. Mình ăn vừa đủ con cá luôn ha, không có làm dư. Có chua chua nè, có vị hơi ngọt ngọt nè. Độ mặn thì vừa phải thôi, không mặn lắm. Thì đây là cái bữa cơm của mình đã làm hoàn thành. Bữa cơm mà hôm nay mình đi chợ chỉ có 70k thôi nha cả nhà. Thì được một con cá điêu hồng gần 1kg ha, và hai quả khổ qua thì mình xào với lại hai cái quả trứng thì được một dĩa đây, với lại một hai trái dưa leo và một ít rau sống giá thì mình sẽ ăn kèm. Cá chiên tươi thì mình ăn có rau sống với dưa leo thì mình ăn sẽ rất là ngon, và cộng thêm là đồ xào mình ăn kèm với lại nước mắm chua ngọt ha. Thôi mình chúc cho cả nhà có một bữa cơm gia đình thật là ngon miệng. Video đến đây mình cũng xin kết thúc nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Nếu xem thấy hay thì nhớ cho mình một like và bấm đăng ký để theo dõi kênh, xem tiếp những video sau của mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.